nước rút rồi, nước rút rồi. Nước rút rồi các bạn ơi. Thôi. Nước lớn mà nó rút các bạn ơi. Rồi. Hôm qua mình đặt 12 cửa ngục dưới này nè, vừa chạy vô. Hôm qua chỗ này nước lớn lắm các bạn, đi nó rút rồi. Lộ hết mấy cái 12 cửa ngục mình ra rồi nè. Ô. Lộ ra hết rồi. Ui được một con chạch nè. Cá chạch. Sao không có cá nhỉ? Chỗ này mà không cá nữa thì thua rồi. Ui. Wow, có. Có hàng nữa các bạn. Cá này. Hôm qua mình đặt nó ở dưới nước ngập sâu lắm mà bây giờ nó cạn như này nè. Ui cá lóc kìa. Ê, cá chạch. Rồi, thu hoạch thôi nha mọi người. Mấy ngày nay nước rất là lớn á. Cái chỗ này hôm qua mình đi chắc tới ngực á. Mình đặt từ chiều hôm qua. Ui cá rô biển con kìa, về thả ao ngon á mọi người ơi. Để tính mình gỡ ra. Mình đi qua bên đây nữa, bên đây nó có hai cái nữa các bạn. Mình hôm qua mình chuẩn bị 5 cái 12 cửa ngục để mình đặt. Ôi nước lớn lắm. Ê, như cái biển nước luôn. Thì nước lớn đâu đó chắc phải nửa tháng rồi các bạn. Nửa tháng nay rồi nước lớn vậy đó. Nằm lên bờ hết rồi. U thấy con cua hay con cá gì này không biết. Trời ơi đặt xong rồi nước rút buồn ghê. Cá bóng nè, hai con bóng các bạn ơi, con cua nữa nè. Bên đây có cá thác lát. Nó nằm bờ hết rồi, để mình thu nó lại ha. Mình thu nó lại cái bên đây còn nữa nè. Ủa còn bên đây một cái nữa. Mình đặt 5 cái mà chỉ có cái này với lại một cái kia nó nằm dưới nước thôi. Đâu có. Cái này không có rồi. Cái này có cua các bạn. Cái mày rảnh nè. Cua. Này bắt về thả ao nha mọi người. Nhưng mà được cũng không nhiều cá, chỉ có cái ngập đằng kia nó được nhiều cá thôi. Thì mình nghĩ là do nước nó rút trong đêm các bạn, chứ không mà nếu mà bây giờ nước vẫn còn ngập thì cá nhiều lắm. Đằng kia mình còn một cái nó vẫn ngập trong nước các bạn. Tí nữa mình lội xuống mình dở, mình nghĩ là cái đó nhiều cá đấy. Bùng không này. Nước lớn quá câu không được, giờ chuyển qua cái mông này. Mình dính cá được, mình về mình thả ao nha mọi người. Mấy con nào mà nhỏ mình thả ao. Thì mình có cái này mình cảm thấy mình cần nói cho các bạn biết. Từ hồi nãy lúc mà mình chạy xe mình dính mấy con rồi. Bây giờ mình vô đây mình thăm cái lưới lại dính thêm mấy con nữa các bạn ơi. Kinh dị luôn á. Nè các bạn ơi. Mọi người biết cái mùa sâu róm không? Chỗ mình này cái lô cao su nè. Sâu róm này các bạn. Cái con này tính ra là mình thì không sợ sâu đâu. Mình tính ra nó cũng không đáng sợ lắm đâu. Chỉ là cái lông thôi các bạn. Chỉ cần bạn đụng nó là cái lông sẽ rụng ra. Rồi nó dính trên người mình. Nó ngứa, cái lông ngứa cực kỳ luôn. Nè. Da ai mà nhạy cảm là dính con này thì thôi. Ngứa lắm, ngứa cả buổi trời các bạn. Kinh dị chưa? Từ giờ tới cuối năm là cái mùa nó này. Đầy luôn các bạn. Khiếp lắm. Bây giờ thì gọi cá nha. Mình thu hai cái này trước. Mình không biết mình đi cắm câu thì nước cũng rút, mà đi đặt cái lưới này thì nước cũng rút. Nếu mà nước không rút thì cá nhiều lắm các bạn ơi. Tại vì nó rút nó nằm trên bờ cá nào luôn không. Nè, cá mày rảnh nè. Con cua to lắm nè. Đây, đổ ra nha. Cua này, cua mình bắt luôn nha. Về ao thả. Cua thì bạn ơi. Cua này là cua đá nha mọi người. Cua đá. Mình cho vô đây luôn. Cá mè dặm. Bùng không các bạn ơi. Thấy hết nha. Giờ dữ vậy. Tí nữa mòn nước rửa. Ây da. Cắn. Nó kẹp. Con tôm. Wow. Tôm các bạn ơi. Tôm hay tép. Nè mọi người. Hơi dơ mọi người không cắn nha. Dơ quá. Bùng không à. Này. Đấy. Tôm hay tép các bạn ơi.
tép suối à. Cho vô luôn. Tiếc ghê á, mình đặt nó ngay con nước rút chứ không thì cá nó thoải mái luôn rồi. Cá bóng. Cua. Cua này cua cái ha, chắc bắt về thả vô rẫy luôn các bạn ơi. Cho nó đa dạng hệ sinh thái trong rẫy mình. Hai con bóng này. Nằm bờ tội nghiệp luôn, nhưng mà con này không sao các bạn, con này mình bắt luôn nha. Rồi. Ui bên này được cá chạch với cá thác lát. Đằng kia nó có mấy con cá rô biển nữa, nó còn sống các bạn. Cái này mới nhiêu nè các bạn ơi. Quá trời nè. Cá phi. Con chạch to lắm. Cá phi với cá bóng nha. Trời trời chết rồi. Nó dậy giờ này mới nè. Cái ngăn này là ngăn nhiều cá nhất là nãy giờ nha. Mình còn cái nữa chưa thăm. Đổ hết vô luôn các bạn ơi. Đừng chạy mất. Ôi tí nữa chui mất rồi các bạn. Chạch. Rồi mệt quá. Tí mất. Con đầu này. Trời cá nhỏ không à. Mấy con rô biển con à. Nay dính toàn cua cái không à. Mình bắt luôn để về thả. Cua cái không. Mấy con nhỏ nhỏ này chắc quăng lại dưới suối. Ui con rùa biển này các bạn ơi. Con cá rùa biển nhỏ xíu này. Con này làm cá giống được á. Ok. Thả lại dưới suối. À, bây giờ phân loại ra nha mọi người. Con nào mà không thả ao được thì mình bỏ vô đây. Chứ không để chặt của nó chết. Phi này chắc không thả ao được. Thả ao là chỉ có thả phi con thôi các bạn ơi. Con này không biết sống nổi không. Phi con thôi, phi này phải ăn. Phi. Sướng các bạn ơi. Ít cá nói chung không nhiều đâu. Ít à. Con rô biển con nè. Mình rất là thích con cá này luôn. Không biết nuôi được không nhỉ. Cái ao của mình thì cũng có nước oxy thoải mái luôn á. Sợ nó yếu quá nè. Yếu quá các bạn ơi. Tình hình chung thì nói chung là do nước rút nha, cũng thất bại rồi. Thì mớ cá này mình về mình chiên ha. Được mớ cá về chiên rồi nè. Đó, cá rô con cũng bự ấy, nửa ký ấy. Con to nhất nửa ký. Còn phía bên đây thì cá ngon này. Cá ngon thì mấy cái con này thì mình bỏ lên đây mình rộng ha. Mình, nếu mà mang về nó còn sống thì mình nuôi. Ô con này tắt thở rồi. Cá thác lát nè. Thác lát nãy nằm bờ mà con chạch to các bạn, mình bắt chạch ra mọi người xem nha. Đây nè. Nào mới có ăn. To lắm. Mấy cá bóng cũng khỏe nha mọi người. Bóng thì quan trọng có muốn nuôi không chứ mình thở. Khỏe lắm. Còn được mấy con cá chạch luôn á. Đây, con chạch suối nè. Chạch này thì về thả ao thôi. Chạch này về cho nó luồn lách nó ở trong cái mương ấy. Quá trời. Đó. Đã chưa. Phê. Giờ mình thu dọn đồ đạc lại rồi mình chạy ù ra sông cái nha mọi người. Đi ra ngoài đó coi nước nôi sao, mình cũng lâu rồi mình không ra cho mọi người xem cái tình hình. Chứ nghe mình cứ tình báo về nước lớn dữ lắm. Rồi ta nói mình mới ra sông nè mọi người. Nó như một cái biển nước luôn á. Từ lúc mà làm YouTube tới giờ mình chưa có thấy cái con nước lớn như thế này. Ở sông Bé nè. U trời ơi. Chuối rồi lục bình nó trôi tùm lum hết rồi. Lớn lắm các bạn ơi. Wow. Chưa từng thấy cái con nước lớn như thế này luôn. Trời, nó ngập nè. Nó lên hết vườn trái cây rồi mọi người. Bình địa rồi. Wow, trời ơi. Tiêu rồi, gốc sầu riêng nè. Gốc sầu riêng ngập trong nước luôn rồi. Sự là nó ngập gần tới nóc cây chuối luôn mọi người. Cái cây chuối này nó cách bờ xa lắm mà bây giờ nó ngập gần hết cây chuối luôn này.
Quá khủng khiếp luôn, chưa từng thấy luôn các bạn ơi. Cái bụi chuối kia ngập lút luôn rồi. Quá khủng khiếp, nổi da gà hết các bạn ơi. Tại vì bản thân mình đi dưới sông nhiều, mình biết quá nổi da gà luôn. Nó ngập hết những cái gì mà ven sông là ngập hết luôn. Mỗi năm thì mỗi cái khắc nghiệt riêng, rồi ngập hết lên trên này. Mực nước sông Bé bây giờ rất là lớn các bạn, lưu lượng nước cực kỳ khủng khiếp luôn. Cứ là năm sau nó sẽ lớn hơn năm trước đó, trong vòng mấy năm gần đây là vậy đó. Chỗ này bây giờ không dám lội xuống, sợ nó bị lở đất á các bạn. Mình lội xuống nó hụt giò cái này, chìm luôn. Đấy, tình hình này là không biết khi nào mới đi câu được mọi người. Đấy, ngoài sông là hơn nửa tháng nay nước to rồi. Kinh khủng luôn. Mình quay lại để cho mọi người xem, mọi người hiểu. Chứ không phải là mình lười đi làm, đi câu, đi làm clip đâu các bạn. Nước này thì bây giờ mà có đi cắm câu cũng chả xi nhê, tại vì nước rất là nhiều. Những con cá nó bị no nước, sốc nước hết rồi, mình câu thì không nào bắt được. Nếu phải mình lười làm clip thôi nhá, mọi người không cảm gì. Mình về rẫy các bạn, mình vừa trồng được cây vả nè, đi được cây lá đầu tiên rồi, sướng không? Sau này có trái vả ăn. Thì đây cái ao của mình đây. Ao của mình thì mình vừa thiết kế lại các bạn, nhưng mà chưa thả cá được. Này tại vì chưa có người trông coi. Bây giờ là có cái nguồn nước tự nhiên nó chảy vào ao nha. Mấy hôm trước nó trong xanh như ngọc bích á, tại vì dính cơn mưa lớn quá lớn hôm qua hôm kia cho nên là nước nó đục lại rồi. Bây giờ thả cá nha mọi người. Mấy con cá phi còn sống nha. Úi bơi này. Các bạn. Này. Quay rồi. Vô ao đi. Làm quen đi. Bơi được các bạn ơi, còn khỏe còn khỏe. Còn sống. Đấy, lủi mất rồi. Mấy con phi này. Ui con này cũng sống nè. Rồi, khỏe các bạn ơi. thả em chạch này vô nha. Con chạch này là chạch suối, chạch ruộng nè, chứ không phải chạch lấu. Mình thả nó vô ao cho nó sống đi. Vô đi. Bơi. Ui, còn sống, khỏe. Cũng hơi đừ rồi nhưng mà không sao. Mấy con cá bóng các bạn, mấy con cá bóng mình sẽ thả ra mương nha. Mình không thả chung với kia, mình thả chung với cái ao kia nó sẽ ăn hết cá con á. Đấy, bơi, bơi khỏe thế. Mình giúp mọi người xem, bơi kìa. Này, sau khi làm linh ta linh tinh hết thì còn lại được ngày các bạn ơi. Thoải mái rồi, này về chiên. Chiên giòn lên các bạn, được con chạch là to nhất rồi. Đã. Sướng không? Đâu, khoảng 2-3 kg. Đó. Thôi, clip mình đến đây thôi. Tình hình này thì phải chờ nước rút rồi, chứ bây giờ không làm gì được gì khác các bạn. Mọi người thông cảm nhé. Cảm ơn mọi người theo dõi video rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người video sau nhé.